Huấn luyện viên U23 Thái Lan nhờ Malaysia loại U23 Việt Nam. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Huấn luyện viên Gorawut Srimaka của U23 Thái Lan động viên U23 Malaysia thắng Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Với việc U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó, buộc U23 Thái Lan phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Với thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội, U23 Thái Lan lại có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U23 Malaysia, qua đó có được 4 điểm vượt U23 Việt Nam trên bảng xếp hạng. Như vậy, ở lượt trận cuối gặp U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan chỉ cần cầm hòa là giành vé đi tiếp khi đang hơn hiệu số phụ đối thủ. Trong trường hợp U23 Malaysia thắng Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ vào tứ kết mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu gặp Hàn Quốc. Đó là lý do mà huấn luyện viên Gorawut Srimaka của Thái Lan động viên U23 Malaysia thắng Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2022. Malaysia có thể thắng U23 Việt Nam ở lượt trận cuối. Tôi biết rất sợ U23 Malaysia và họ sẽ chiến đấu hết mình. Đối với chúng tôi, việc gặp Hàn Quốc bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng chúng tôi tôn trọng đối thủ và các đội, huấn luyện viên Gorawut Srimaka nói. Trong khi đó, sau hai trận thua, U23 Malaysia đã bị loại. Dù vậy, huấn luyện viên Brett Maloney tuyên bố ông và các học trò sẽ chiến đấu hết mình để có một trận thắng danh dự tại giải. Dù vậy, chiến lược gia này cũng thừa nhận U23 Việt Nam đang chơi rất hay tại giải đấu châu Á lần này và là một đối thủ rất khó đánh bại.